chưa giờ thấy nhiều chim như thế này. Đây là một cái công viên nhỏ nhỏ. Trên đường tôi đi mua đồ ăn về, thấy chim nó kêu quá trời luôn. Chim đậu dày rít rít này, toàn tiếng chim kêu à. Kinh khủng thật. Ủa, chim kìa. Nhiều chưa? Đoạn kia chim đậu dày như cháp. すごいね。すごい。はい。すいません。ありがとうございました。Ông cụ này vừa đứng nói chuyện mà chim nhiều thế. Đi rồi, ông đi thể dục rồi. Không phải chim sẻ mọi người. Vừa hỏi ông bảo phải chim sẻ, ông bảo không phải. Kêu kêu vắng đầu luôn. Kêu chát 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 chát. Với cái chỗ kia kìa. Chim nó đậu đầy như lá. Đấy, cho gần phát nữa thôi. Bạn này mang súng cao su ra bắn đi mỏi tay.